Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình được vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, Sơn Đầu Hỏa, ngày Ất Hợi tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Sơn Đầu Hỏa, Kỷ Tuổi, Tân Tỵ, Kỷ Tỵ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt ngọa. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Ngọc Đường hoàng đạo tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Thổ Cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, thứ tư này, quý nhân tam hội sẽ là cầu nối giúp cho các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn. Nhờ thế mà công việc của bản mệnh cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Tỷ Kiên lại khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn căng thẳng hơn trước. Những xung đột có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhất, nếu không nhanh chóng hóa giải, sự việc có thể đi quá xa, gây rạn nứt tình cảm. Trong ngày thủy khí cực vượng như hôm nay, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của cơ thể thì không nên bỏ qua, hãy đi thăm khám để được chữa trị kịp thời. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, quý nhân thúc đẩy các mối quan hệ xã giao trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đi khám sớm nếu thấy có dấu hiệu bệnh tật. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, công việc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 27, số 59, số 11. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn
đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Theo dõi tử vi thứ tư của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối khi trong ngày có thiên quan chiếu mệnh. Thay vì nóng nảy mất kiểm soát, bạn nên giữ bình tĩnh để suy xét nhận định và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Bạn có biết, những kẻ xấu bụng chỉ chờ mong đến giờ phút này khi bạn lộ ra những sơ hở dù nhỏ nhất để tập trung đánh vào điểm yếu đó không? Hãy tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn. Sửu hợi tương hội, may mắn là ở bên cạnh con giáp tuổi Sửu vẫn có những người luôn hiểu và thông cảm với bạn, đồng hành cùng bạn dù có chuyện gì xảy ra. Đây chính là lúc bạn nhận ra ai mới là người thực sự tốt với bạn. Những lời góp ý, lời khuyên chân thành ấy thực sự hữu ích trong thời điểm này. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có người hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, luôn tỉnh táo trước bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bản tính nóng nảy, thiếu kiểm soát dễ làm hỏng chuyện. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đừng để lộ sơ hở cho kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, những lời khuyên chân thành có thể giúp ích cho bạn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 3, số 77, số 14. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Thị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hôm nay cho thấy cục diện Dần hợi tương phá sẽ mang đến cho người tuổi Dần một ngày thứ tư không mấy dễ chịu. Những rắc rối liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con giáp này. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những xung đột tranh chấp liên quan đến tài sản trong thời điểm này. Lại thêm thương quan giáng mệnh, công việc của bản mệnh trong ngày này cũng không suôn sẻ như mong đợi. Bạn khó giữ được sự bình tĩnh khi cứ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. Đã đến lúc bạn phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc để tìm ra nguyên nhân và cách vượt qua khó khăn này. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, con giáp tuổi Dần có thể tìm đến những người thân yêu nhất để chia sẻ những vướng mắc của bản thân trong ngày này. Bạn sẽ nhận được những lời động viên tinh thần không đâu có được. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, bình tĩnh nhìn nhận và suy xét lại vấn đề. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc trục trặc, rắc rối liên tiếp xảy ra. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cẩn thận vướng vào rắc rối tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chia sẻ để được thông cảm và thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nhận được những lời động viên tinh thần quý giá. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 98, số 32. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi ngày mới cho thấy, hôm nay người tuổi Mão có vẻ như được thần may mắn ưu ái gọi tên khi liên tiếp gặp những chuyện vui. Đầu tiên là thực thần độ mệnh, con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc trong ngày này khi được người thân quen giới thiệu cho những mối làm ăn hứa hẹn. Cờ đã trao tay, cớ gì mà không phất ngay nhỉ? Ngoài ra, trong ngày được cục diện, hợi Mão bán hợp còn giúp bản mệnh bộc lộ năng lực của bản thân. Dù là đang đi học hay đi làm, tài năng của bạn cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Chỗ đứng của bạn sẽ ngày một củng cố và là tiền đề cho những nấc thang tiến tới thành công trong tương lai. Không chỉ thuận lợi công việc mà chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt trong ngày thủy sinh mộc như hôm nay. Những hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ,
cặp đôi tuổi Mão có thể chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Người tuổi Mão độc thân thì nhận được những lời hẹn hò đầy hứa hẹn, hãy thử đi gặp gỡ biết đâu bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, khẳng định được năng lực và vị thế trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng lơ là sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, vẫn cần cẩn trọng và suy tính kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cơ hội phát tài phát lộc đến, hãy nắm bắt ngay. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 68, số 70. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem vận trình ngày mới cho thấy, con giáp tuổi Thìn trong ngày có chính quan trợ mệnh như hôm nay sẽ nhận được tin vui trong công việc. Con giáp quyết đoán như bạn đã không chần chừ do dự khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, bản mệnh dùng sự kiên định và quyết tâm của mình để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Thế nên kết quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải nể phục trước tinh thần và ý chí của bạn. Cơ hội thăng tiến sẽ chẳng còn xa bạn nữa đâu, hãy tiếp tục phát huy nhé. Tuy nhiên, ngũ hành thổ thủy xung khắc lại báo hiệu chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý muốn. Trong thâm tâm bạn luôn khao khát tìm được một nửa cho mình, nhưng có vẻ thần tình yêu vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của bạn thì phải. Những mối quan hệ cứ liên tục đứt gãy ngay trước khi hai bạn thành đôi. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chỉ có kiên định và quyết tâm mới mong nhận được kết quả tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nhận được tin vui trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cơ hội phát triển bản thân cận kề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, củng cố lại mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 58, số 87. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi tuổi Tỵ ngày mới thấy rằng con giáp này sẽ có thể gặp may mắn liên quan đến tiền bạc khi được chính tài trợ mệnh. Các thần này có thể giúp bạn khai mở và thúc đẩy con đường tài lộc ngày một tươi sáng hơn. Luôn nhớ suy tính kỹ càng và chủ động nắm bắt những cơ hội đến với bạn nhé. Thủy khắc Hỏa, những mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia cứ ngày một lớn thêm, vết rạn nứt đã thành hình rõ ràng. Nếu không thể nói chuyện và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn thì e rằng sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi. Tốt nhất cả hai nên hạ thấp cái tôi của mình xuống thì mới mong hóa giải được những xung đột này. Chưa kể đây còn là cơ hội cho kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Bạn đừng nên coi thường điềm báo tình duyên đầy bất an trong ngày Tỵ Hợi tương xung này. Chỉ cần một câu nói, một hành động dù nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến kết cục chẳng thể cứu vãn nổi. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn tình cảm ngày càng lớn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hạ thấp cái tôi của cả hai xuống mới mong hóa giải được xung đột. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, gặp may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng trong từng hành động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao.
tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Giờ tốt 11h đến 13h. Màu sắc cát tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ tư này, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những bất ngờ do thiên tài mang tới. Các thần chủ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn trong thời điểm này. Đây có thể là tiền thưởng hay một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn. Sự nhạy bén trong từng vấn đề sẽ giúp cho con giáp này nhận ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Hãy thử đi trước một bước và biến chúng thành hiện thực xem sao nhé. Tuy nhiên, ngũ hành thủy hỏa tương xung khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không có dấu hiệu tiến triển. Có vẻ như một vài hiểu lầm là nguyên nhân đẩy khoảng cách của hai bạn xa hơn. Bạn nên tỏ rõ thái độ trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn nhé. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tin vui tài chính báo về. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhạy bén trong kinh doanh, làm ăn thu lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, mau chóng hóa giải hiểu lầm trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo thiếu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 6, số 72, số 69. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Nhờ tam hợp cục che chở nên mối quan hệ tình cảm của tuổi Mùi khiến mọi người ngưỡng mộ. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai dành cho nhau rất nhiều sự tôn trọng và tin tưởng. Hơn nữa, việc mỗi người sẵn sàng nhường đối phương một bước để duy trì mối quan hệ chính là chìa khóa giúp bạn và người ấy xóa bỏ rào cản ngăn cách tình yêu. Người độc thân đã chịu lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Bạn sẽ không để hạnh phúc trôi tuột khỏi tay chỉ vì những tổn thương đã qua trong quá khứ. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, bạn chắc chắn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tuy nhiên, thiên quan cảnh báo con giáp này tốt nhất là tránh va chạm với quan chức cấp trên trong ngày hôm nay. Cho dù lời cấp trên nói khiến bạn cảm thấy bất mãn, trước hết bạn cũng nên yên lặng lắng nghe, sau đó nhìn lại xem vấn đề ở phía bản thân là gì trước khi lên tiếng phản biện. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, mối quan hệ tình cảm khiến mọi người ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đôi lứa dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng sau sóng gió. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, người độc thân đã chịu lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gạt bỏ quá khứ để nhìn về những điều tốt đẹp trước mắt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tốt nhất là nên tránh va chạm với quan chức cấp trên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 33, số 11, số 95. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Ngày mới tuổi Thân được chính quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Thứ tư này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ kim sinh thủy, người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.
trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm. Con giáp giỏi thích ứng như bạn, dù là kinh doanh hay làm công ăn lương, cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt, mọi công sức bạn bỏ ra đang được đặt đúng chỗ. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, cuộc sống này vốn ngắn ngủi, đừng giận hờn lâu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, sống mà không hưởng thụ thì rất khổ tâm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, càng giản dị càng được người ta quý mến. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, người nào phỉ báng bạn ắt sẽ gặp quả báo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 24, số 65, số 95. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, hồng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Được thiên ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình trong hôm nay. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc tưởng như cản lối con giáp này lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình. Tài năng tiềm ẩn chưa từng được dùng đến của người tuổi Dậu khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về bản mệnh, tin tưởng và quyết định trao thêm nhiều cơ hội cho bản mệnh phát huy được hết tài năng của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Kim sinh xuất cho thủy, mâu thuẫn bất đồng khiến đôi lứa dễ chia lìa đôi ngả. Cả hai cùng cho mình là đúng và không chịu nhượng bộ, cái tôi quá lớn cần được bảo vệ hơn cả tình yêu dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm, khó bề có thể hàn gắn nếu không ai chịu nhường nhịn đôi phần. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, đạt được những bước tiến mới trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, khó khăn là cơ hội để tỏa sáng, giành lấy những gì xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, được cấp trên tin tưởng và trao thêm nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, phát huy hết tài năng, đạt hiệu quả cao trong công việc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, mâu thuẫn bất đồng khiến đôi lứa dễ chia lìa đôi ngả. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 90, số 81. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Tử vi 12 con giáp nhận thấy ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc như hôm nay sẽ khiến cho người tuổi Tuất gặp phải không ít rắc rối trong chuyện tình cảm. Xung đột nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi mọi cố gắng vun vén của bạn trong suốt thời gian qua. Hãy học cách tự kiềm chế và đừng nói những lời gây tổn thương đến đối phương nhé. May mắn là có các thần chính quan độ mệnh giúp cho công việc của bản mệnh có những bước phát triển đáng kể. Đây là tin tức tốt lành có thể xoa dịu những muộn phiền trong chuyện tình cảm của con giáp này. Với vốn kiến thức rộng rãi của mình, con giáp thông thái như bạn luôn tìm ra những phương án xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, gọn gàng và chu toàn nhất. Những lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên sẽ tiếp sức cho bạn, giúp bạn thêm phần tự tin hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đừng nói những lời gây tổn thương cho đối phương. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, xung đột từ những chuyện nhỏ nhặt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tin vui trong công việc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, học cách kiềm chế bản thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao.
Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 75, số 39. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp báo hiệu rằng người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, trở ngại khi trong ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Những nghi ngờ hiềm khích xảy ra trong nội bộ là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn cũng như tập thể bị trì trệ không thể phát triển được. Cách tốt nhất để xóa bỏ những xung đột này là mỗi người hãy tự hạ thấp cái tôi của mình xuống, thay vì cứ khăng khăng ý kiến của mình là đúng. Chỉ có sự đoàn kết chung sức đồng lòng mới mong đem lại thành công cho tập thể cũng như của mỗi cá nhân trong tập thể đó. Chỉ cần luôn tự tin vào bản thân, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm, thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn thử thách này mà tiến tới thành công. Khi ấy dù cục diện Hợi Hợi tự hình có gây ảnh hưởng đến thế nào đi chăng nữa, thì những ưu phiền, buồn bực trong lòng bạn cũng sẽ sớm tiêu tan thôi. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tiêu cực có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, đừng cho rằng mình luôn luôn đúng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đoàn kết chung sức đồng lòng, tập thể mới đi lên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hạ thấp cái tôi của mình xuống, mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 72, số 44. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi, Tý. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.